chào quý vị và các bạn. Xin mời quý vị và các bạn đến với tin tức thời sự mới nhất trong ngày hôm nay. Hà Nội xử lý nghiêm người cố tình đi xe làn trên đường Nguyễn Trãi. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa có văn bản chấp thuận đề nghị của Sở Giao thông Vận tải về việc tiếp tục thí điểm phân làn đường Nguyễn Trãi, đoạn từ ngã tư Sở đến Khuất Duy Tiến đến hết năm 2022. Thành phố Hà Nội cũng yêu cầu Sở Giao thông Vận tải điều chỉnh phương án tổ chức giao thông trên tuyến đường Nguyễn Trãi cho phù hợp với tình hình thực tế. Cụ thể, thành phố Hà Nội giao Sở Giao thông Vận tải phối hợp với Công an thành phố điều chỉnh giao thông tại điểm quay đầu gần cầu vượt ngã tư Sở để giảm xung đột giao thông, cải thiện tình trạng ùn ứ. Ủy ban Nhân dân quận Thanh Xuân được giao nhiệm vụ chỉ đạo lực lượng công an, thanh tra giao thông tổ chức tuyên truyền hướng dẫn người tham gia giao thông đi đúng làn đường. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội giao quận Thanh Xuân chỉ đạo lực lượng công an, thanh tra giao thông xử lý nghiêm người điều khiển phương tiện giao thông cố tình đi không đúng làn đường quy định, đi ngược chiều, dừng đỗ trái phép trên đường Nguyễn Trãi. Theo đánh giá của Sở Giao thông Vận tải Hà Nội, sau một tháng thí điểm phân làn ô tô, xe máy trên tuyến đường Nguyễn Trãi, tình hình giao thông trên đoạn đường này đã có cải thiện. Đặc biệt, vào giờ cao điểm trong ngày, tình trạng ùn ứ giao thông trên đường Nguyễn Trãi đã giảm, các phương tiện lưu thông đã trật tự hơn. Sở Giao thông Vận tải Hà Nội cho biết, người tham gia giao thông đã có ý thức hơn, đi đúng phần đường của mình khi lưu thông trên tuyến đường Nguyễn Trãi. Xe buýt lưu thông thuận tiện, đi đúng làn đường và trật tự hơn, góp phần giảm ùn ứ giao thông, đảm bảo an toàn giao thông. Tuy nhiên, theo Sở Giao thông Vận tải Hà Nội, dù thời gian thí điểm đã hình thành ý thức cho người tham gia giao thông, nhưng điều này chưa nhiều và vẫn cần lực lượng hướng dẫn giao thông túc trực. Bên cạnh đó vẫn còn tình trạng xe máy đi vào làn của ô tô và ngược lại. Trong khung giờ cao điểm vẫn còn ùn ứ giao thông tại nút giao ngã tư Sở, Vũ Trọng Phụng và khu vực lối lên cầu vượt ngã tư Sở, các điểm quay đầu trên tuyến.